Vậy thì ở đây làm sự công bình, và sự công bình ở đây chính là điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta tìm kiếm. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Sự công bình đây không nói về sự công bình của loài người, nhưng mà sự công bình đây chính là công bình của Đức Chúa Trời. Đó là những giá trị ở trên cao, nó không phải thuộc về giá trị ở dưới đất. Ở trong sách Côlôse đoạn 3 câu 1: nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Câu số 2: hãy ham mến các sự trên trời, đừng ham mến các sự dưới đất. Dưới đất có sự công bình của dưới đất, và trên trời có sự công bình của giá trị của trên trời. Sự công bình của dưới đất, dù cho chúng ta làm rất tốt, nhưng mà so với sự công bình của Đức Chúa Trời thì nó như cái áo nhốt hay là áo dơ trước mặt Chúa, và không đạt đến hiệu quả. Vậy thì sự công bình của Đức Chúa Trời là gì? Sự công bình của Đức Chúa Trời đó chính là Đấng Christ. Qua Chúa Giê-xu mà chúng ta được xưng là công bình. Roma đoạn 10 câu 4: vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Vậy thì tôi và bà chị em tin Chúa, đó là chúng ta đã nhận sự công bình của Đức Chúa Trời. Nó không phải do chúng ta có khả năng đạt được, nhưng mà do Đấng Christ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu số 21 ghi như sau: Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi bà chị em bây giờ đã có sự công bình của Đức Chúa Trời chưa? Đã có rồi. Vậy thì cái việc làm công bình của chúng ta nó phải bắt đầu từ sự công bình của Đức Chúa Trời. Nó không phải là sự công bình khi con người nói nó là công bình. Nhiều quốc gia, cái điều làm việc của họ đối với quốc gia khác là ác, nhưng đối với quốc gia của họ đó là công bình. Có ví dụ, những quốc gia Hồi giáo, người chồng được quyền lấy 4 vợ ít nhất. Nhưng mà đối với những quốc gia khác thì sao? Không được. Một lần kia chúng tôi đi bên nước Hồi giáo, tôi thấy có ông kia, ông đi, còn đằng sau là con cái rồi ba bà bốn bà đó đi đằng sau và phải xách đồ, còn ông không đi, còn mấy bà sao xách đồ. Nhưng mà nước phương Tây thì sao ạ? Ai xách đồ? Mấy ông lại xách đồ. Có những điều mà quốc gia này cho là công chính nhưng quốc gia kia là không là công chính. Cho nên tiêu chuẩn công chính của con người nó không đạt đến như là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Như vậy tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, sự công chính đó chính là gì? Công chính của Đức Chúa Trời thông qua Đấng Christ. Bởi vì sao? Vì Đấng Christ chính là sự công chính của Đức Chúa Trời. Còn tôi nhất đoạn 1 câu 30: và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình và sự nên thánh, sự cứu chuộc chúng ta vậy. Như vậy Chúa Giê-xu chính là sự công bình của Đức Chúa Trời. Và muốn đạt được sự công bình của Chúa, duy và chỉ duy qua Chúa Giê-xu, chúng ta mới đạt được sự công bình của Đức Chúa Trời mà thôi.